Thưa quý vị, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu đã thực hiện được nhiều công trình thi đua chào mừng thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14, hướng đến chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Trong đó, công trình tỷ đồng cho thiết bị xanh, môi trường sạch đã được phường hội duy trì hiệu quả và nâng cấp thêm mô hình ủ rác nhà bếp làm phân hữu cơ bón cây trồng, thu hút đông đảo chị em hội viên tham gia. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là một buổi sinh hoạt chuyên đề của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường Bắc. Tại đây, các chị được chia sẻ cách làm phân bón hữu cơ với những nguyên liệu luôn sẵn có từ chính căn bếp của gia đình. Từ rác thải hữu cơ như vỏ hoa quả, thức ăn thừa, rễ rau xanh đã được các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường Bắc thu gom, tận dụng, ủ thành phân bón sinh học để tưới cho các đường hoa, rau màu. Đặc biệt, các hội viên được chia sẻ các kinh nghiệm làm phân hữu cơ với cách làm mới bằng phương pháp hai bình thông nhau. Cách làm này sẽ hạn chế tối đa mùi khó chịu trong quá trình ủ, cũng như tiết kiệm được thời gian và công sức khi gom chế phẩm sau từ 10 đến 12 ngày ủ. Mô hình này cũng làm được mấy năm rồi, cũng có hiệu quả. Có những cái mảnh vườn xinh xinh ở trên sân thượng từ những cái chai nhựa, nên là mình cắt thành những cái chậu cây xinh xắn, rồi trồng có cái vườn rau xanh nữa. Mình cũng chia sẻ cho mọi người, thì ai cũng thấy cảm thấy rất là thích, nên là mọi người cũng có ý thức hơn về môi trường. Mô hình này không chỉ cải thiện môi trường mà còn nâng cao chất lượng sống, dinh dưỡng cho gia đình bằng việc sử dụng thực phẩm sạch được trồng trong chính mảnh vườn của mình. Song song với mô hình làm phân hữu cơ từ rác nhà bếp, phường hội còn khuyến khích chị em thu gom chai nhựa cũ đã sử dụng trong gia đình và đổi lấy hạt giống cây trồng, đồng thời tận dụng vỏ chai lọ cũ để làm bình hoa chậu cây trang trí, vừa hạn chế được lượng rác thải nhựa ra môi trường, vừa tạo điểm nhấn trong cảnh quan đô thị của phường. Bây giờ thì để có cái nhiệm vụ trọng tâm thực tế cái công việc đến cán bộ hội viên phụ nữ, chúng tôi chọn cái mô hình hướng dẫn ủ rác nhà bếp tại nhà để cho các cô các chị trồng rau sạch tại nhà. 2-3 năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã thực hiện rồi, bây giờ chúng tôi nâng cấp lên cũng như là hạn chế sử dụng phân hóa học, đặc biệt là hạn chế cái rác nhà bếp ra môi trường. Từ những cách làm thiết thực và ý nghĩa như thế này, dần dà chị em đã hình thành cho bản thân và gia đình thói quen sử dụng các loại rác thải nhựa hiệu quả, không xả ra môi trường, để mỗi cá nhân trở thành một tuyên truyền viên tích cực tại chi hội, khu dân cư, góp phần cùng thành phố xây dựng Đà Nẵng, thành phố môi trường.